biết hôm nay Triệu Lệ Dịn nói về quan điểm của mình với Nhất Bác chấp nhận tình yêu ngược luyến. Triệu Lệ Dịn, nếu tiếp nhận không được thì đừng làm. Triệu Lệ Dịn được khán giả biết đến với tính cách thẳng thắn, cứng rắn cùng cách ứng xử lịch thiệp, thông minh. Mới đây, phát ngôn của cô nàng trước những bình luận trái chiều trên mạng bỗng trở thành đề tài bàn toán sôi nổi. Được khán giả biết đến với vai diễn nội đình nội đám tình nhi trong phim Tân Hoàn Châu Cách Cách, Triệu Lệ Dịn gây thiện cảm với gương mặt đáng yêu, trong sáng, xinh xắn của mình, thậm chí còn được gọi bởi biệt danh Tiểu Dương Mịch. Song bên cạnh vinh dự, đây lại là một cái bóng vô cùng lớn buộc cô nàng phải vượt qua. Mãi cho đến hôm nay, Triệu Lệ Dịn đã có được những thành quả cũng như vị thế nhất định trong làng giải trí Trung Quốc. Thành công luôn gắn liền với tai tiếng, cũng như những quan điểm trái chiều từ dư luận. Song đều tạo nên cốt cách của người nghệ sĩ là cách mà họ ứng xử, đối mặt với những dư luận đó. Mới đây tiếp nhận phỏng vấn cùng tạp chí Elle Official, Triệu Lệ Dịn đạt lọt top Hot Search bởi phát ngôn đầy khí chất và trí tuệ của mình. Chia sẻ quan điểm của bản thân về cách đối mặt với những bình luận trái chiều trên mạng, Triệu Lệ Dịn thẳng thắn trả lời, đã hơn 10 năm kể từ khi tôi ra mắt. Nếu như tôi cứ mãi luận quẩn về câu hỏi này, bạn nói thử tôi có còn làm nữa hay không? Nếu tiếp nhận không được thì đừng làm nữa. Câu trả lời của Triệu Lệ Dịn lập tức nhận về không ít lời khen ngợi. Nhiều người yêu thích, hâm mộ cô nàng cũng là bởi tính cách bộc trực, cứng rắn này, nói là làm, không nói cũng sẽ làm. Đối với những ý kiến trái chiều sẽ tự biết cách chất lọc, điều hay thì tiếp thu, điều xấu thì bỏ ngoài tai. Việc quan trọng là phải hoàn thành cho thật tốt vai trò của mình. Triệu Lệ Dịn hứa hẹn sẽ còn thành công hơn nữa trong tương lai bởi tinh thần và tính cách chín chắn này. Vừa Nhất Bác một mực chấp niệm tình yêu ngược luyến tàn tâm. Vừa Nhất Bác được biết đến là nam diễn viên trẻ đa tài, đầy triển vọng. Thời gian qua, bên cạnh những mạn hoạt động khác, Nhất Bác đặc biệt dồn khá nhiều tâm sức vào diễn xuất. Nhìn lại những vai diễn anh đảm nhiệm, khán giả không quá bất ngờ khi nhận ra Nhất Bác là một anh chàng chấp niệm tình yêu ngược luyến tàn tâm. Vừa Nhất Bác không phải là cái tên xa lạ đối với khán giả trong thời gian gần đây. Anh từng chia sẻ, hơn bất kỳ những cách gọi khác, Nhất Bác muốn người khác gọi mình là diễn viên, nói là làm, để được nhìn nhận. Vừa Nhất Bác không ngừng cố gắng, nỗ lực hoàn thiện bản thân trong mạng diễn xuất, tuổi đời còn khá trẻ, kinh nghiệm cũng không đủ nhiều. Tuy nhiên với sự nhạy bén trong nghệ thuật của mình, Vừa Nhất Bác đang từng bước thực hiện mục tiêu đặt ra. Nhìn lại các vai diễn mà anh đảm nhiệm, đặc biệt là hai vai diễn trong bộ phim mới Băng Vũ Họa và Phong Khởi Lạc Dương, khán giả phát hiện ra rằng, không chỉ trong đời sống bên ngoài, phim điện ảnh Nhất Bác cũng là một anh chàng khá kiên định, đặc biệt chấp niệm tình yêu ngược luyến tàm tâm khi hết yêu con gái ông trùm lại quay sang yêu cháu gái của kẻ thù. Một, Vừa Nhất Bác yêu con gái ông trùm. Trong năm nay, Vừa Nhất Bác đảm nhận vai diễn nam chính, cảnh sát trẻ Trần Vũ trong bộ phim Băng Vũ Họa. Đây là bộ phim dựa trên đại án ma túy có thật, tập trung khai thác hành trình đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, đấu tranh tâm lý khi đứng trước pháp luật, tình bạn và tình yêu, thật giả đan xen. Bên cạnh đó, Băng Vũ Họa có hai nam chính và hai nữ chính. Từ đó xuất hiện thông tin cho rằng, Trần Cảnh trong quá trình đấu tranh vì lẽ phải đỡ đem lòng yêu con gái ông trùm. Đây hứa hẹn sẽ là một bộ phim SE. 2. Vừa Nhất Bác yêu cháu gái kẻ thù. Bộ phim thứ hai mà Vừa Nhất Bác đã tham gia là Phong Khởi Lạc Dương. Trong phim anh vào vai Bách Lý Hoàng Nghị, con thứ của Thượng Thư Bách Lý Đỉnh, 22 tuổi, trời sinh thiên phú. Thông tin thiện biện, hạ bút thành chương. Tuy nhiên tính tình sắt đá, vô tình. Nữ chính duy nhất được công bố cho đến thời điểm hiện tại là Tống Thiến. Tuy nhiên đóng cặp với Nhất Bác lại là một cái tên khác. Có luồng thông tin cho rằng Tống Dật sẽ sánh vai cùng với Nhất Bác trong bộ phim này. Theo tiểu thuyết viết lại, Bách Lý Hoàng Nghị đường tình duyên khá đặc biệt, cưới trước yêu sau, yêu lại đúng cháu gái kẻ thù giết cha, nội tâm giằng xé, yêu hận tình thù. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại.